Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nội địa trong 9 tháng đầu năm nay tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều sân bay miền Tây lại lâm vào tình trạng vắng khách mùa thấp điểm. Một trong những sân bay miền Tây nhộn nhịp nhất là sân bay Phú Quốc Kiên Giang, cũng không thể lấp đầy hành khách trên các chuyến bay. Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, sân bay Phú Quốc từng có khoảng 40 chuyến bay một ngày trong thời điểm bình thường. Riêng mùa cao điểm du lịch đón khoảng 70 đến 75 chuyến bay một ngày. Tuy nhiên, số lượng chuyến bay hiện nay còn khoảng 26 chuyến một ngày, giảm khoảng 35% so với trước đây. Một sân bay lớn khác ở miền Tây là sân bay quốc tế Cần Thơ cũng không khai thác hết công suất 3 triệu lượt khách một năm như kỳ vọng. Ông Phạm Thanh Lâm, giám đốc cảng hàng không Cà Mau cho biết, nhiều năm qua cảng hàng không Cà Mau chỉ khai thác duy nhất một đường bay Cà Mau - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 5 chuyến mỗi tuần. Nhìn chung, các chuyến bay đi và đến Cà Mau đều có lượng khách ổn định, trung bình từ 80% số ghế trở lên. Từ ngày 29 tháng 4, đường bay thẳng Cà Mau - Hà Nội được đưa vào khai thác với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Từ khi khai thác các đường bay này, đa phần các chuyến đều kín chỗ ngồi. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 7, để nâng cấp đường băng, đường bay Cà Mau - Hà Nội phải tạm ngừng cho đến nay. Theo đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đơn vị này đang quản lý khai thác 22 sân bay, trong đó chỉ có 6 sân bay có lãi, còn lại thu không đủ bù chi. Trong đó có sân bay mỗi ngày chỉ khai thác 3 đến 4 chuyến, nhưng cảng vẫn phải vận hành 24/7 để đảm bảo an ninh an toàn trong vấn đề khai thác. Theo đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, hãng bay than lỗ, vắng khách nên dừng khai thác ở một số chặng bay đến sân bay nhỏ, khiến các sân bay này ngày càng vắng khách hơn.